Mild fortitude, Catherine Donovan's only comfort was darkness. There, in the shadows, she could be quiet. She didn't have to smile or laugh or pretend to be alive. She put a blanket over the bedroom window to keep the life out. Somewhere, in the fluid space between sleep and awake, she found a modicum of peace. If only she could stay in that place. If only reality could be swallowed whole by dreams and darkness. Real life tipped the scales when the bedroom door burst open and her mother in law. Mara invaded her sanctuary. Her flat, white feet pounded their way to the window and she ripped the blanket down. Aren't you ashamed of yourself? When Clay died, I had five mouths to feed and a farm to run, and I didn't have the luxury of laying in bed all day. Kate sat up, her eyes still closed, I'm just so tired since David died. She said, running her long, ivory fingers through her hair, you're weak. Why my David ever took up with you is beyond me. Where is Coley? Mara's profile was similar to that of a cartoon witch. Her long, Nodded nose and bird's eyes were jarring. She's at school, Kate said, shifting to the edge of the bed. She fixed her gaze on the floor and prayed Mara would leave. How did she get to the bus if you're still in bed? Kate was used to Mara's blatant insinuation that she was a bad mother. I woke her up, made her breakfast, helped her get ready, and walked her to the bus like I do every morning. Her reply was barely above a whisper. Mara snorted with derision and headed for the door. Bring her to the house for dinner tonight. I don't know how the child grows on that poor excuse for cooking you give her. David used to come up to the house sniffing around for something homemade. Boy always did love his mama's cooking. She paused in the doorway with her back to Kate. In the stillness, the two women shared a common grief. Their love for David was the only thread that bound them together, but now they were bonded in the pain of his loss, if only in a moment like this. Mara sniffled, and Kate looked up at her, still standing in the doorway. Mara, I don't. The old woman's silver head dropped forward. You're nobody to me, and you've got nothing to say worth listening to. She wiped a tear away with the back of her hand and left. Hate takes all of the energy out of a room. Kate felt it every time she was with Mara. Grieving had taken everything out of her already. All that was left was blood and muscle and bone. She was so young when she met David. She never really knew herself. Everything about her was buried beneath a life she built around him. Who was she? She was David's wife. She was Coley's mom. She cooked the meals and cleaned the house he built her on his family's property. She was loved and cared for, and she was happy. Her whole life was wrapped tightly around that man, and now that he was gone, so was she. She feigned living for Coley. She did the dishes and made pancakes and read bedtime stories, but there was no light left in her. She sat in the kitchen, staring at the wall, all afternoon. At three, she walked to the end of the lane and waited for Coley. The same biting wind that tickled her neck fluttered through the leaves and tall grass surrounding her. David grew up there, on Darkwood Farm. He built Kate a cottage on the edge of the property, nestled into a bit of forest. Mara lived in the big house past the apple orchard. The land was verdant, fresh, and almost mythical. Kate always said that she half expected to encounter a pixie riding the wind over the fields or a well read badger on his way to tea. Despite its beauty, the land was jaded, a place of hidden violence and secrets beyond telling. Coley hopped down the school bus stairs with both feet. She was wearing construction paper bunny ears and an honest smile. Mommy, I'm a bunny. Watch me hop. Kate smiled for the first time since she'd put Coley on the bus that morning. Cutest bunny ever. She reached her hand out, and with a touch, enough light flickered on in her to keep her going a while longer. How was your day? It was so good. I got a book from the library, and, and, it was Lucy's birthday, so her mom brought cupcakes, I see that. Kate said, noticing the chocolate smears across her freckled cheeks. The walk home was lively. What energy had been drained by hate earlier was replenished by love now. Coley danced up the lane, bubbling over with life's simple joys. The sky was a mixed palette of blues and blushes, as afternoon gave way to dusk. Winter was nearly over, but the days were still short. A feral rain chased them indoors where the soothing glow of lamplight welcomed them home. Mom, do you miss Daddy? The girl's question pulled Kate from a vivid memory of the Pacific Ocean and a meaningful kiss. Yes, I miss him a lot. Cường độ nhẹ niềm an ủi duy nhất của Catherine Donovan là bóng tối. Ở đó, trong bóng tối cô ấy có thể yên lặng. Cô ấy không cần phải cười hoặc cười hoặc giả vờ như còn sống. Cô đắp chăn qua cửa sổ phòng ngủ để ngăn chặn sự sống. Ở một nơi nào đó, trong không gian linh hoạt giữa ngủ và thức, cô tìm thấy một chút bình yên. Giá mà cô có thể ở lại nơi đó giá như thực tế có thể bị nuốt chừng toàn bộ, bởi những giấc mơ và bóng tối. Cuộc sống thực sự nghiêng ngả khi cánh cửa phòng ngủ bật tung và mẹ chồng cô, Mara xâm nhập nơi tôn nghiêm của cô. Đôi chân phẳng lặng trắng nõn của cô đập mạnh vào cửa sổ và cô xé toạc tấm chăn. Bạn không thấy xấu hổ về bản thân mình sao? Khi Clay chết tôi có 5 miệng ăn và một trang trại để chạy và tôi không có thú vui nằm trên giường cả ngày. Kết ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi rất mệt mỏi kể từ khi David qua đời cô vừa nói vừa luồn những ngón tay dài ngọc ngà của mình qua mái tóc bạn yếu tại sao david của tôi đã từng theo đuổi bạn là ngoài tôi cô ly ở đâu hồ sơ của mara tương tự như hồ sơ của một phù thủy hoạt hình chiếc mũi dài thắt nút và đôi mắt chim của cô ấy thật chói tai cô ấy ở trường kết nói chuyển sang mép giường cô nhìn chằm chằm vào sàn nhà và cầu nguyện mara sẽ rời đi làm thế nào cô ấy đến xe buýt nếu bạn vẫn còn trên giường kết đã quen với cách nói bóng gió trắng trợn của mara rằng cô là một người mẹ tôi tôi đánh thức cô ấy dậy làm bữa sáng cho cô ấy giúp cô ấy chuẩn bị và đưa cô ấy đến xe buýt như tôi vẫn làm mỗi sáng câu trả lời của cô ấy gần như chỉ bằng một tiếng thì thầm mara khịt mũi chế nhạo và tiến ra cửa tối nay đưa cô ấy đến nhà ăn tối tôi không biết đứa trẻ lớn lên như thế nào dựa trên lý do nấu ăn tồi tệ mà bạn đưa cho nó david đã từng đến ngôi nhà để tìm kiếm món đồ tự chế nào đó cậu bé luôn yêu công việc nấu nướng của mẹ cô dừng lại ở ngưỡng cửa quay lưng lại với kết trong sự tĩnh lặng hai người phụ nữ cùng chung một nỗi đau tình yêu của họ dành cho david là sợi dây duy nhất gắn kết họ với nhau nhưng giờ đây họ đã gắn kết với nhau trong nỗi đau mất mát của anh ấy nếu chỉ trong một khoảnh khắc như thế này mara sụt xịt và kết nước nhìn cô vẫn đứng ở ngưỡng cửa mara tôi đừng mái đầu bạc của bà lão đổ về phía trước bạn không là ai đối với tôi và bạn không có gì để nói đáng để lắng nghe cô lấy m u bàn tay lau một giọt nước mắt rồi bỏ đi sự căm ghét lấy hết năng lượng của một căn phòng cách cảm nhận được điều đó mỗi khi ở bên mara đau buồn đã lấy đi tất cả mọi thứ của cô ấy tất cả những gì còn lại là máu cơ và xương cô ấy còn rất trẻ khi gặp david cô ấy chưa bao giờ thực sự biết về bản thân mình mọi thứ về cô đều bị chôn vùi bên dưới một cuộc sống mà cô đã xây dựng xung quanh anh cô ấy là ai cô ấy là vợ của david bà ấy là mẹ của cô Ly. cô nấu các bữa ăn và dọn dẹp ngôi nhà mà anh đã xây cho cô trên tài sản của gia đình anh cô ấy được yêu thương chăm sóc và cô ấy hạnh phúc cả đời cô quấn chặt lấy người đàn ông đó mà giờ anh không còn nữa cô cũng vậy cô ấy giả vờ sống vì cô Ly. Cô làm các món ăn, làm bánh kếp và đọc những câu chuyện trước khi đi ngủ nhưng không còn chút ánh sáng nào trong cô. Cô ngồi trong bếp nhìn chằm chằm vào bức tường cả buổi chiều. Lúc 3 giờ cô đi đến cuối ngõ và đợi cô ly, cũng chính cơn gió thoảng qua cổ cô ấy lướt qua những chiếc lá và ngọn cỏ cao xung quanh cô ấy. David lớn lên ở đó. Trên trang trại đá cuốt, anh ta xây cho kết một ngôi nhà nhỏ bên rìa khu nhà, nép mình vào một khu rừng. Mara sống trong ngôi nhà lớn phía trước vườn táo vùng đất xanh tươi, trong lành và gần như thần thoại. Kết luôn nói rằng cô chỉ nửa mong đợi sẽ gặp một nàng tiên cá đang cưỡi gió trên cánh đồng hoặc một chú lửng đọc sách trên đường đi uống trà. Mặc dù có vẻ đẹp của nó, nhưng vùng đất đã bị xáo trộn, một nơi bạo lực ẩn giấu và những bí mật không thể kể xiết. Cô Ly nhảy xuống cầu thang xe buýt của trường bằng cả hai chân. Cô ấy đang đeo một đôi tai thỏ bằng giấy xây dựng và một nụ cười thật thà. Mẹ ơi, con là một chú thỏ hãy xem tôi nhảy, kết mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi cô đưa cô Ly lên xe buýt vào sáng hôm đó. Chú thỏ đáng yêu nhất từ trước đến nay, cô đưa tay ra và với một cái chạm nhẹ đủ ánh sáng lóe lên trong cô để cô tiếp tục thêm một lúc nữa. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Nó rất tốt, tôi nhận một cuốn sách từ thư viện và, và, hôm nay là sinh nhật của Lucy nên mẹ cô ấy đã mang bánh nướng nhỏ đến, tôi hiểu rồi. Kết nói, để ý thấy những vệt sô-cô-la trên má đầy tàn nhang của mình cuộc đi bộ về nhà thật sôi động những gì năng lượng đã bị rút cạn bởi sự căm ghét trước đó đã được tình yêu bổ sung lại cô linh nhảy múa trên làn đường sôi sục với những niềm vui đơn giản trong cuộc sống bầu trời là một đống hỗn hợp của blue và blue blue khi buổi chiều nhường chỗ cho hoàng hôn mùa đông đã gần qua nhưng ngày vẫn còn ngắn một cơn mưa hoang đuổi họ trong nhà nơi ánh sáng nhẹ nhàng của ánh đèn chào đón họ về nhà mẹ ơi con có nhớ bố không câu hỏi của cô gái đã kéo kết khỏi ký ức sống động về thái bình dương và một nụ hôn đầy ý nghĩa đúng tôi nhớ anh ấy rất nhiều